Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3 này kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 32,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Và trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt 16,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu là 15,5 tỷ đô la Mỹ hàng hóa, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy Việt Nam xuất siêu 1,1 tỷ đô la Mỹ hàng hóa trong nửa đầu tháng 3 và đáng chú ý là chỉ trong 15 ngày đầu tháng 3 đã có tới 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên, gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh Điện, điện thoại và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng và diệt may. Tính lũy kế từ đầu năm 2024 đến ngày 15 tháng 3 thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đạt 145,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 18% so với mức 123 tỷ đô la Mỹ ghi nhận cùng kỳ năm trước.